Ông Đào Ngọc Chi, Bí thư huyện ủy Phong Điền cùng với các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện vừa đến kiểm tra công tác khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền. Toàn huyện Phong Điền có 820 thanh niên đủ điều kiện nhận lệnh lên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Trong ngày đầu thực hiện, công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo thuận tiện cho thanh niên đến khám sức khỏe. Năm 2023, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu đưa quân là 205 thanh niên, trong đó quân sự 45 thanh niên và công an nhân dân là 60 thanh niên. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám sức khỏe lần này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổng hợp kết quả để tiếp tục thực hiện công tác bình nghị công khai và các bước tiếp theo, đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hoàn thành chỉ tiêu đảm bảo số lượng và chất lượng.